Trường tương tư, lâu rồi mới có mỹ nhân giả trai cực đỉnh ẵm 180 triệu lượt xem nhờ mặt mộc cả phim. Mỹ nhân này khiến không ít người quang đường lầm tưởng là con trai thật. Thông tin trường tương tư lên sóng đã khiến cộng đồng yêu phim Hoa ngữ vỡ òa. Sau ngày đầu tiên lên sóng, các từ khóa về phim trở nên cực hot trên mạng xã hội. Trong đó những phân đoạn nữ chính Dương Tử giả trai nhận về nhiều lời khen ngợi. Trong những tập đầu của trường tương tư, Dương Tử có màn cải trang nam vào vai chàng thiếu niên Văn Tiểu Lục chu du thiên hạ. Văn Tiểu Lục được xây dựng là nhân vật sôi nổi, khẳng khái nhưng khá lương thiện. Tuy vậy, nhân vật này đặc biệt của trường tương tư lại trải qua khá nhiều biến cố trước khi lộ thân phận là nàng tiểu yêu cải trang. Nhiều khán giả đã dành lời khen cho Dương Tử với màn giả trai vô cùng xuất sắc và thuyết phục. Từ khóa liên quan đến hình tượng nam nhân của Dương Tử trong trường tương tư đạt hạng cao trên hành tìm kiếm nóng của Weibo, thu hút 180 triệu lượt xem và bàn tán. Khác với một số trường hợp giả trai trên màn ảnh Hoa ngữ thời gian qua, phiên bản của Dương Tử gây sốt bởi vẻ đáng yêu, đặc biệt là gương mặt mộc, lấm lem bụi bẩn. Nữ diễn viên không có son phấn huyền huyệt, búi tóc gọn gàng và giấu cả thân hình con gái của mình trong lớp áo dày. Chưa kể Dương Tử không ngại các góc quay chết chóc, không sợ xấu khi khắc họa một nhân vật tinh nghịch như Văn Tiểu Lục. Dương Tử càng xấu xí quằn quại trong trường tương tư thì khán giả càng thích thú. Hình tượng con trai của nàng Tiểu Hoa còn thu hút cả người qua đường chưa xem phim, cứ ngỡ là một anh chàng nào đó 100%. Khán giả bình luận như sau: tôi tình cờ vào hot search xem thì tưởng là con trai thật, khá khen cho Dương Tử. Thích cách cô này nghiêm túc với vai diễn, tóc đai mặt mũi đều để tự nhiên, chứ tôi ngắn mấy kiểu giả nhưng không giả lắm rồi. Tạo hình là một chuyện mà diễn xuất cũng ok nốt. Mấy cảnh Văn Tiểu Lục đi gánh nước, chạy nhảy cứ như cậu em nhà tôi ấy. Mong trường tương tư hot lên, phim mới xem đã thấy thích thú và khá giống chuyện. Dương Tử cứ như anh em của dàn nam chính hài ghê. Mới lên sóng được ngày đầu tiên, trường tương tư nhanh chóng lên nổi vào các bảng xếp hạng nhiệt độ của Vinh Kết. Nhân vật của Dương Tử nọt vào top 5, cho thấy sức hút không hề suy giảm của nàng tiểu hoa hàng đầu lứa 9X. Bộ phim kể về hành trình tìm ý trung nhân của cửu giao phương cơ của thần nước Cao Tân, lưu lạc trăm năm ở nhân gian, về sau cải trang thành cậu y sĩ Văn Tiểu Lục. Về sau Văn Tiểu Lục, hai tiểu yêu gặp gỡ thêm hai nam nhân, Đồ Sơn Cảnh và yêu quái Tương Liễu, dần dần trở thành tri kỷ. Vậy đến sau cùng liệu ai sẽ có được trái tim của nàng đây?